Hello, xin chào anh chị em thể thao nha. Bây giờ trời buổi sáng, bây giờ là buổi sáng các bạn. Thì mình nhìn lại thì mình chưa thử cái vị này của ABE nè. Hôm nay mình tập buổi sáng thì mình sẽ dự định mình dùng ABE luôn, sử dụng tức là mình dùng rì có cà phê cũng được. Buổi sáng mà không sao. Thì cái ABE này lúc trước á là mình làm review rồi, mình thử cái vị cola nè, vị bò hút nè. Thì bây giờ mình nhìn lại mình thấy cái vị này mình chưa làm. Cái vị này là vị Candy Eye Plus. Tức là mình dịch là kẹo lạnh đi. Đó, để cái vị kẹo lạnh nha, nói gì nè. Đó thì cái này thì nó đã bị vón rồi, mình thấy nó vón lạo xạo đó, tức là nó vón nhẹ nhẹ chứ nó chưa có phải là vón cục đó, các bạn nghe cho nó lắc nha. Nói chung là mình nghĩ nó vón xíu xíu như hạt xíu muối á. Rồi để mình pha, bây giờ mình sẽ pha ra mình thử vị cho bạn coi nha, thử màu hương vị nó là thành phần các bạn biết hết rồi. ABE thì nó cũng nói chung là thành phần của nó cũng khá là mạnh vừa nha các bạn, mạnh dạng khá. Thì các bạn cũng biết rồi, nói chung là nhiều anh em tập thể hình, tập gym thì cũng biết cái vị này, cũng biết cái loại pre-workout này. Thì mình sẽ dùng 1/3 gói, tại vì hiện tại mình chưa có ra phòng tập. Mùng 10 là tức là ngày mai là phòng tập mới mở cửa, tập mình nó mở trễ lắm các bạn. Các bạn coi cái bọn nha, đó nó vậy nè, nó hơi tức là nó hơi đóng lại hộp chứ nó cũng chưa phải là cứng ngắc luôn. Cái màu của nó là màu hồng trắng nha. Lắc 1/3 vô, lắc nha các bạn, dễ tan lắm, khỏi lo. Rồi tan hết rồi, những cái rì này thì nói chung là dễ tan lắm các bạn. Rồi cho bạn có màu nha, mình thấy như màu trắng đục đục, trắng hồng đục đục nha các bạn. À mình biết rồi, vị này là cái kẹo sinh gum các bạn. Cái mùi nó sinh gum, nó ít ngọt lắm, nó the nó ít ngọt nha. Vị bổ hút thì ngon nhất, bổ hút thì nó ngọt, giống như nước năng lực á. Còn vị cola thì nó cũng ngọt vừa, nhưng mà vị cola nó cũng hơi, nó có một chút xíu chát, khoảng 10% là chát chát chua chua. Cái này cũng, cái này là vị sinh gum, giống như mình nha sinh gum á, giống như nha kẹo sinh gum á. Rồi thì nói chung là đánh giá cái vị sinh gum này thì rất là the mát nha các bạn, ngọt ít nhưng mà the mát. Thì bạn nào mà kiểu như trong ba vị của ABE mà bạn nào không thích ngọt á thì chọn cái này. Cái này nó ít ngọt nhất, nó the mát nữa. Này kiểu như giống giấy, giống như mình đang ăn sinh gum á. Nó mát cái cổ họng mà nó mát lên tới tới phần mũi á, the lên phần mũi á. Nó mát tới đây luôn nè. Nói chung là bên trong á các bạn. Mát cổ họng rồi nó mát lên tới tới vòng mũi luôn á. Lên tới đây luôn nè. Rồi chung là chút xíu nó tê tê rồi mình đang tập thì nói chung là được á. Thì bạn nào thích ngọt thì chọn hai vị kia nha, bạn nào thích ngọt thì chọn hai vị kia, bạn nào không thích ngọt thì chọn vị này. Đó là về nói chung là ABE là như vậy. Màu nó gì các bạn, màu có một xíu hồng và đục đục trắng trắng. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha, mình sẽ kết thúc video được tại đây. Thì hôm nay mình sẽ về hàng, một số hàng của Ruan về một ít. Ruan là mình nhập lại các bạn, tại bây giờ công ty hết luôn rồi. Thì mình sẽ nhập Ruan với lại Whey Ruan và Max Serious. Đó, Max Serious là rất là nhiều vitamin, nó dạng dạng như là Mega Max với lại Muscle Max gì đó, mà Muscle Max sẽ lên cao, giá cao quá rồi.
Bây giờ anh em sẽ thay thế bằng Megamart với lại Sirius Mart nha. Thì nói chung anh em là vẫn cứ thích dùng Megamart, Muscle Mart thì cứ dùng. Nói chung tùy anh em thôi, nói chung tùy. Đấy, có người thì dùng được Muscle Mart, có người dùng được Megamart, có người dùng được Sirius Mart. Vậy thôi, thì nói chung là cả ba loại đó thì nó cũng na ná nhau, có nhiều vitamin và cũng lắng tăng cân rất là tốt. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều nha, mình xin kết thúc video tại đây. Thì bây giờ các bạn có thể subscribe đi, rồi xong rồi có gì liên hệ mình ở bên bên phía bên này nha, để địa chỉ lộn, để số điện thoại ở bên này. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.